Cô đẹp ơi, ủa chuyện gì mà cô la thất thanh đi cô đẹp? Đẹp chết cha, muốn sao nhiên xỉu vậy trời. Úi giời, cái này trong phim Hàn Quốc được ẩm như gọi là yêu rồi đó. Không biết cô có yêu tôi không ta? Không. Ủa cô đang xỉu mà. Trời đất ơi, cô đẹp ơi, cô đẹp, cô đẹp, cô đẹp. Nhổ tóc mày, nhổ tóc mày. Sao nhổ như giống như nhổ ghè vậy trời? Ê à, đau. Ủa, cái gì vậy? Nữa hả? Nhổ. Ê à. Ủa cô, nói nghe nè. Cô đẹp. Cô đẹp. Sao vậy? Sao vậy? Rồi đi thi mà không ai quăng đẹp cương nên xỉu phải không? Được không? Không có đẹp. Không. Cái này cái gì? Là ma. Cô đẹp vừa phải thôi nha. Miệng kêu ma mà nhìn mặt tôi mà xỉu là sao trời. Cô đẹp. Ủa giỡn cái thiệt đó trời. Ý, có khi nào biết tôi để ý cô đẹp, cái cô đẹp giả bộ làm như vậy để tôi quan tâm phải không? Cái này trong phim Hồng Kông gọi là gài hèn. Nếu mà mình không quan tâm đó, thì cô đẹp sẽ kêu mình là đàn ông hèn. Để thà mình bị gài hèn còn hơn là đã bị gọi là đàn ông hèn, đúng không? Hô hấp hèn. Ba trời! Ủa cái gì vậy? Sao đau quá giờ? Đánh mày đau chứ. Trời ơi, cô làm gì tiên quýnh tôi làm sao? Thấy tao xỉu lợi dụng người ta hả? Thôi ngồi dậy đi, làm sao nhiễm xỉu làm sao? Cương... Cương... Thi... Là ma hả? Ma. Trời đất ơi, tôi hiểu rồi. Cô ấy ăn ở coi phim vậy là hèn gì. Cứ ghiền phim không à? Ba chuyện nhảm nhí không? Tắt. Nhảm nhí gì? Tôi mới thấy ma thiệt mà. Ma. Ma đông ra mà ma khổ ghê á. Cương Thi nó vừa vô nó nhát tôi. Nói nghe nè. Cô ấy nha, là con gái mà cái ghiền coi phim ma, một lần cô ghiền như vậy á, cô có đi thuê phim hay mướn phim, mua phim cũng tốn tiền. Bây giờ muốn coi phim ma mà không tốn tiền không? Cô chỉ ra cách. Cách nào? Mỗi lần mà lên cơn ghiền đó nha, cô có chạy qua nhà tôi, vô anh Lượm ơi rảnh không, qua đây cho em nhìn mặt một cái là cô coi được phim ma. Không. Sao vậy? Tôi coi phim ma đời nhà Thanh à. Thế sao? Tôi không coi phim ma lùn. Ngắn một khúc rồi đâu giống con ma. Thôi giận đó, tự nhiên người ta qua đi người ta, ta giúp đỡ ông kêu thăm ở lùng rồi sao trời. Còn người nữa. Ôi, mệt quá. Nói nghe nè. Gì? Cô ở đây có một mình à. Thời buổi giờ không có ma cỏ này đâu, hiểu không? Biết đâu mấy đứa lưu manh á, nó giả bộ ma cỏ, nó vô nó dọa cô, rồi xong nó cướp đồ sao, hiểu không? Hiểu không? Hả? Không. Cái gì? Trời ơi. Sao? Đừng có cướp của nhà tôi nha. Sao? Cướp tôi được rồi. Trời ơi. Cô tự tin quá. À, mày bảo không à, là có ma. Ủa, không có ma hả? Ừ. Có, tôi thấy con ma. Sao? Ủa, con ma nó dễ sợ lắm. Dễ sợ không? Con ma này nó kỳ kỳ nha. Là sao kỳ nó kỳ? Nó ngồi ngồi, ngọm ngọm, con giật mà mặt đẹp đẹp xấu xấu. Mặt nó kỳ lắm. Khó tả mà. Mặt nó khó tả lắm. Thiệt không? Chị, đó hả? Đó không phải con ma đó, anh là con ma le. Chứ con ma kia ma gì? Con ma kia hả, là con ma này tưng 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 tưng. À, mày không bảo không à, người ta nói là thời buổi giờ không có ma, hiểu chưa? Giờ con nói là con ma này xấu lắm không? Ừ. Bình tĩnh, khó tả đúng không? Xấu ừ. Khó tả không? Bây giờ cô thấy con ma đó dưới mặt tôi, ai xấu hơn? Bình tĩnh. Anh xấu hơn. Trời ơi, để tôi quỷ hả? À. Cô đẹp ơi, cô có vậy không à? Thôi. Thôi, tôi giỡn thì thôi chứ. Tôi thấy là con ma nó xấu hơn anh. Thôi nói nghe chứ làm sao mà anh xấu hơn con ma được. Ủa anh đẹp hơn nhiều. Cảm ơn đẹp nha. Ừ. Từ trước tới giờ trong thơ mình có người khen tôi đẹp. Có không? Dù gì cũng đẹp hơn ma là tôi cũng vui rồi. Thôi nói nghe nè. Nói không có ma. Đừng có tin tưởng ba cái chuyện bậy bạ vậy. Nhất là mấy người mà ghiền phim ma như cô á, là cái đầu óc ưa tưởng tượng thôi. Ma là cái sự tưởng tượng của con người thôi. Hiểu chưa? Nhưng nhớ nè, đẹp á, ở đây có mình nè,
coi chừng cẩn thận á, cái bọn du côn nó giả ma cỏ rồi nó vô đây rồi nó bậy bạ, nó cướp bóc phải không? Có gì á la lớn lên là lượm chạy qua cho yên tâm nha. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Để thôi tôi về. Cảm ơn lượm nha. Mà khoan á, tôi không yên tâm tí nào rồi đó. Hứa với tôi là không sợ ma đi. Thì tôi chắc không? Tôi thề với lượm là tôi không có sợ ma nữa. Hứa với tôi rồi nha, không không có ma gì hết trơn cái trời á. Chắc không? Chắc. Ê ma kìa. Ma kìa. Trời ơi. Một lần một à hả? Một lần một. Trời, em sợ quá chị ơi. Bởi vì hôm nay em qua đây em gặp chị nè.
Có nghĩa là hỏi cái tình hình là mày đã thấy ma rồi phải không? Ừ, em thấy ma rồi. Mày thấy mày xỉu vậy đó phải không? Em thấy em xỉu. Trời ơi, tao mà thấy chắc tao chết quá. Cũng may là tao chưa thấy mà tao còn sợ vậy đó. Mày biết sao không? Tao chưa thấy nhưng mà tao nghi lắm mày. Mà chẳng những tao nghi mà tao nắm được bằng chứng nữa. Vậy? Hả? Nãy giờ mà chưa thấy hả? Trời ơi! Sao mày lao quá, mày làm nó hết hồn vậy? Tao chưa thấy nhưng mà tao có bằng chứng. Trời ơi, bà mới nghi mà bà cúng còn hơn tôi gì đó hả? Người ta đã nói rồi, tao mà thấy cái tao chết. Trời đây ơi, này tôi chỉ cái bằng chứng tao cho mày coi. Em thấy rồi. Rồi. Trời ơi, mà sao chị cúng gì mà chị cúng cho con gà sống chi vậy? Hả? Gà chết. Gà chết hả? Mà gà chết rồi để đây cúng chi? Mày gớm quá thú quá à. Con gà này chết nghe chưa? Hả? Cúm gà nó không quan trọng bằng. Mày biết lý do thì tại sao con gà nó chết không? Sao vậy? Nó chết là tại vì nó mất máu. Ghê chưa? Chuyện gà chết phải mất máu thì sao bà? Không phải vậy mà, trước khi chết nó còn máu. Rồi khi mà nó chết là nó mất máu, cho nên lý do chết của nó là mất máu. Trời ơi, có con gà nào mà nó đang còn sống mà nó mất máu mà chết nó ra máu đâu? Trời ơi, đẹp ơi, mày ngu quá. Nó không phải chết bình thường nè. Thường thường con gà chết á là có vết cắt cổ nha. Ủa, tao khám nghiệm tử thi con gà này rồi, không có một vết cắt cổ nào hết. Trời ơi, nó... Tao quả quyết với mày, kết quả của con gà này chết không là phải là cắt cổ mà là bị cắn. Trời ơi, đi đây nè. Trời ơi, ai mà vô mà nó chết được hả? Trời ơi, hiểu không? Ghê quá vậy. Mày nhìn kỹ nó đi hả? Nhìn cái cổ với nhìn cánh làm gì má ơi hả? Đi nè, mày đâu thấy hai cái dấu chấm, cái cổ còn cái đó là cái phao câu hả? Thấy không? Ừ, cái cổ hả? Để tao dập ra cho tao đừng đụng tới là nó mất cái dấu tay đó. Đó, thấy chưa? Mày thấy hai cái dấu chấm tròn tròn nho nhỏ không hả? Thấy chưa? Giờ chi xác vậy, thấy trời chưa? Ơi, mắt cận mà thì đại khái tao nói là mày phải tin tao nói là nó bị hút máu. Trời ơi, cái hút máu gì mà cái vết răng gì mà nhỏ xíu vậy? Mày cũng biết hả, vết răng này là vết răng của con nít của mày. Ồ, con nít mà làm ma nữa hả? Mày biết ma gì không? Trời ơi, ma gì? Ma có đời nhà nào mày biết không? Nhà nào? Nhà Cương. Biết đời nhà Cương không? Trời ơi, nào giờ tao có ma đời nhà Thanh chứ làm sao có ma đời nhà Cương? Mày không coi phim bộ hả? Ma là ma đời nhà Cương, mày biết Cương không? Mày biết à, Cương? Biết rồi phải không? Trời ơi, Cương con bác sĩ Cường ở trên đó hả? Trời ơi, ma nhà Cương là đời xưa rồi chứ đời đâu đây bác sĩ Cường đây. Trời ơi, sao tôi tưởng là thằng Cương con bác sĩ Cường trên này bị thành ma. Mày có coi phim bộ không? Mày có nghe ma nhà Cương không? Trời ơi, không, giờ em cũng coi phim bộ mà em nghe nói đời ma nhà Thanh chứ làm gì có ma nhà Cương. Phải không? Chị không nhớ hả? Con ma nhà Thanh nó làm gì nè? Em để em làm lại cho chị coi nè, nè con ma nhà Thanh nè, đó đó, gì nè, đó, gì nè, đó, thấy không? Đó, gì nè, đó. Ừ. Tụi mày đừng nhát. Tôi mày đừng có làm nó, tao sợ lắm đó. Ai nhà Thanh nó vậy đó? Trời ơi, tự quá lắm. Trời ơi, bây giờ làm sao vậy? Trời ơi, giờ tính sao đi trời ơi? Trời ơi trời. Trời ơi, xuống mụ bả thằng tay kìa, báo kêu rồi kìa trời. Trời, xuống đây trời. Tôi kêu trời nào? Xuống đây. Mày làm gì vậy? Bà mới kêu trời, tôi kêu phụ bà tay, giọng tôi bự mà trời ơi. Xuống đây trời. Đẹp ơi, mày tỉnh lại đi đẹp. Hả? Mày giống như bị ma nhập vô mày vậy. Vậy chứ giờ sao? Mày tỉnh không? Tỉnh mà. Mày phụ tao đi. Vậy có cách nào không? Có cách rồi. Có cách rồi hả? Cách nào? Nói thôi. Chị ra chị kêu ông thôn trưởng. Ừ. Bắt ma lại. Đúng, ra thôn trưởng bắt ma. Đâu phải đâu. Sao vậy? Thôn trưởng bắt người phạm pháp chứ làm sao mà bắt ma. Bắt ma thì phải cái gì là cái người bắt nó phải siêu siêu, nó phải cao cao hơn nữa kìa. À, ma được. Chị nhắc siêu mới nhớ. Ừ, kêu siêu nhân đi. Trời ơi bà nội, thấy không? Làm gì mà có siêu nhân mà bắt đây. Trời ơi, gì chứ giờ đưa ma đi đâu trời. À, tao có cách rồi. Đem vô chùa. Đem vô chùa cúng. Đem vô chùa thầy chùa cúng để coi cúng được không. Chùa mình là ở đây. Ừ, mà con ma là đời nhà Thanh rõ ràng. Mà vô mấy thầy chùa cúng á thì tụng bằng tiếng Việt Nam thì đó, rồi đời nhà Thanh tiếng Tàu rồi sao ta hiểu. Chết cha rồi, ma nó đâu hiểu, là phản cảm là nó không có nghe đâu. À, ơi, bây giờ có cách nào không? Có cách nữa rồi. Cách gì? Trời, sao tao giỏi hơn mày nhiều nha. Bây giờ thầy chỉ có thầy mới làm được thôi,
Chỉ có thầy thôi bị sao, thầy cao tay ấn hơn mà. Thầy siêu hơn ma mà. Đúng rồi. Mày nghe thầy ấn hả? Ấn là gì? Đúng rồi. Ấn là tay ấn nè, bắt ma con đó. Con ma này nè. Phải đúng. Bắt cái con ma này vô trong thầy cũng dạy, ai mới làm nên. Vậy. Đúng rồi. Cũng phải có thầy đó mày làm nên. Đúng rồi. Cũng như con ma nó cao thiệt. Nhưng mà thầy cao hơn con ma. Đúng rồi. Cuộc đời của mình là như vậy. Bằng chứng cho mày biết. Cây cao thì phải có cây cao hơn. Đúng rồi. Núi này cao thì có núi kia cao hơn. Ừ. Mày cao thiệt nhưng mà tao cao hơn mày. Hả? Trời ơi, sao chị sỉ nhục em không quá phải. Vậy? Thôi, em biết em lùn rồi, chị còn cho em hoài chị. Không không. Hả? Chị lấy rõ ràng bằng chứng nữa cho em dễ hiểu nha. À, đây. Con gà. Ừ. Con gà chết. Nó không cao bằng con gà đang bệnh. Ừ. Con gà đang bệnh nó không cao bằng con gà đang sống, mà con gà đang sống nó không cao bằng con gà đang chạy mà mang guốc. Con gà đang chạy mà mang guốc. Ừ. Gà nào mà mang guốc được trời? Gà móng đỏ. Gà móng đỏ mang guốc. À trời ơi, từ con gà này mà chị ví qua tới con gà móng đỏ. Ừ. Mà con gà móng đỏ là toàn đi guốc hả? Đi guốc không? Chị đứng đợi em chút xíu nha. Mày đâu vậy? Em đi cái. Đi đâu vậy đẹp? Em về nhà em thay đôi dép cái. Sao vậy? Em mang guốc mất công nguyên xã, người ta tưởng là em là gà móng đỏ hay sao? Trời ơi bà ơi, bà khùng á, bà tự nhận bà là gà móng đỏ hả? Hả? Trời ơi, đâu biết đâu. Không có đâu. Mày xã này tao biết mày mà. Phải không? Ừ. Mày biết gà móng đỏ là sao không? Mày biết gà móng đỏ ai được gà móng đỏ không? Cán bộ xã. Không phải, thầy được. Ủa thầy cũng được. Thầy được, thầy ví vô nhị tỳ. Cho nên mày thấy không, cuối cùng con gà nó cao cỡ nào cũng bị thầy được thôi. Thầy bắt vô nhị tỳ thôi. Gom lại tất cả đều là một chữ thầy. Do đó dứt khoát mình phải mời thầy. Thầy ăn lẹ lên đi rồi đi. Dạ. Không đi cái cú này hai thầy trò ăn mì gói cả đời. Đồ đạc chuẩn bị đủ chưa? Dạ đủ hết rồi luôn ạ. Còn gạo muối đây chưa bỏ vô. Đem dạ, thì chú... đem cho đầy đủ. Dạ chú cho con bả luôn nha bụng. Chắc chắn cu này thầy trò mình sẽ được ăn một bữa lớn rồi. Có mùi gà không nha bụng? Yên tâm đi, cũng là phải có gà. Vậy hả? Phần con á, cái bụng có chừa con hai mùi gà đi. Còn phần cái bụng á là cái đầu với cái cánh, còn cái phong câu còn kính thầy luôn á. Mày hay quá, con gà có hai cái đùi mày dành mày ăn miết. Tao cứ nhường mày hoài, càng ngày tao càng teo lại rồi. Phải thông cảm cho thầy đi. Mày nghĩ sao, tao gần lớn tuổi rồi, mày cho ăn đùi gà gì, không cho ăn đùi gà mày cho ăn cái đầu với cái cánh, tao mắc xương tao chết thì sao? Không phải đâu, ăn cái cánh á để cho thầy mọc cái cánh ra bay khắp mọi nơi, còn cái đầu á để cho thầy thông minh hơn nữa để đi gạt người ta. Thiệt là cái gì cũng nói được. Không hổ danh là học trò của tao. Ăn nhanh nhanh đi con. Dạ. Chuẩn bị đi, chiều rồi. Lẹ lẹ đi, trời tối là mình làm pháp sự rồi. Vô cái cú này ha, thầy trò mình biến đi chỗ khác liền. Chứ dạ. Ở đây chúng quánh sặc mau, hiểu không? Dạ. Vậy mình biến đi đâu vô bụng? Đi chỗ nào xa xa làm ăn. Dạ. Mày đó cũng phải khéo khéo cái miệng một chút đi. Người ta đang để ý mình đó, nhất là cái ông mà trưởng thôn. Trời ơi, tao sợ ông nhất. Hôm nay ông cứ địa tao hoài đó. Thầy, điện thoại qua bản coi xong chưa vô bụng. Chờ chút xíu đi. Chuẩn bị đi, ăn lẹ lẹ đi. Dạ. Cứ ngồi ăn từng cộng vậy, chừng nào mới xong. Chờ tao đi điện thoại. Alo, xong rồi ha em. Ừ, được rồi, thầy cho tôi qua liền. Chuẩn bị cho đầy đủ nha. Ờ, cảm ơn. Tạm biệt, đi. Nhanh đi con ơi. Xong rồi, lát nữa về rồi tao cho mày ăn mấy gói luôn. Cái thứ gì mà ăn ngày nào cũng ăn mì gói mà nó thèm thấy gốm không? Bưng mày húp mẹ luôn đi. Coi chân sạc. Xong chưa? Lên đường. Bữa nay nhảy cho giỏi nha. Nhảy không giỏi tao quánh chết á. Sư phụ. Gì? Mình thuộc môn phái nào sư phụ? Hả? Mình thuộc môn phái nào? Mình có cái phái nào đâu. Mình là phái lường gạt. Nhưng mà không vậy là lẽ giờ ra nói phái lường gạt hay sao? Nếu ai hỏi con cứ nói mình thuộc phái Mao Sơn. Trời ơi, Mao Sơn người ta toàn là ăn cao lương mới vậy, mình ăn mì gói. Ai nói mày Mao Sơn ăn cao lương mỹ vị? Mày thấy cái phái Mao Sơn là ăn cao lương mỹ vị chưa? Vậy chứ nó. Đây là hên là mình ở dưới đồng bằng đó. Con không biết chữ nho đừng có cãi thầy. À, Mao Sơn của mình còn được ăn đùi gà.
cho nên dịch đúng cái chữ ra thử coi, mau là gì biết không? Dạ không. Mau là long, sơn là gì? Sơn là núi, ở trên núi là ăn long không đó, không được ăn thịt đâu. Dạ. Thôi đi cho rồi. Sư phụ. Chuyện gì? Pháp sư mình tên gì? Hả? Pháp sư mình tên gì? Pháp sư. Pháp sư bữa nay hả? Dạ. Mấy bữa đi cúng tầm bậy không, có đặt pháp sư đâu. Không chừng mấy con mẹ này nhiều chuyện hỏi mình không biết nói cái gì. Mày cứ nói là bữa nay mình đi diệt cương thi, mình cứ dùng như phim Tàu là cương thi đại pháp. Quá hay luôn sư phụ. Nghe con như vậy nó mới gom. Con nhớ rồi nè. Được rồi, thôi đi đi. Trễ quá rồi. Dạ. Đâu rồi, chiếc tiền vàng bạc đâu rồi? Đây hết rồi. Đâu, đây con rải. Lấy ra rải đi. Thôi đi ra giữa đường rồi rải, rải làm gì nhiều tốn tiền. Dạ. Mấy bạc ở đâu có thấy ở đây đâu, tới trước cửa nhà mấy bạc con rải khí thế vô cho thầy. La lên cường thầy đại pháp, cường thầy đại pháp. Vậy được dạ. Rồi. Thầy ơi, giờ còn cái gì thầy muốn nói với tụi tôi cái gì nữa không thầy? Thầy cứ đếm tiền hoài sao tôi biết? Tiền này có đếm cũng có xài mẹ gì được đâu. À vậy hả? Thấy thầy đứng thầy nhẩm nhẩm tưởng đếm được như đang coi thử lễ vật như thế nào thôi. Lễ vật thì được rồi, đầy đủ lắm rồi. Dạ. Nhưng mà có một điều tôi muốn dặn, con cương thi này nó không phải là con cương thi bình thường. Con cương thi này hình như nó là con cương thi gì ghê gớm lắm. Trời, cương thi là phải ghê gớm chứ sao bình thường được. Theo nghiên cứu của mắt nhà nghề của thầy thì con cương thi này nó chỉ hấp thụ kim ngân vàng bạc thôi. Ủa vậy là sao thầy? Là sao thầy? Tức là nó thấy ai có tiền có của thì nó sẽ nhào vô, nó sáp vô, nó hao quá tiền, nó căng chạy mau cho tới chết thì thôi. Bây giờ tôi con phải làm sao? Gì vậy? Thầy nói không có là vậy. Đẹp đẹp tỉnh. Thầy mới nói là. Dạ sợ, sợ la tội nghiệp. Bà sợ thôi mà bà la, tôi tưởng bà là cương thi đó. Chưa gì hả? La như con quỷ vậy à. Bình tĩnh đi, có thầy ở đây mà bình tĩnh lại. Dạ giờ tụi con phải làm sao đây thầy? Bây giờ như vậy. Dạ. Mấy cô đem hết tiền bạc vàng vòng đó gom lại một chỗ đi, bỏ trong cái bọc. Tôi sẽ làm phép ấm xì bùa dán một cái lá vô trong đó, nó thấy nó sợ không bao giờ nó dám lấy của mấy cô, mà mấy cô cũng bình yên vô sợ. Thì sao thầy không lấy vàng vòng của thầy, thầy yếm rồi tụi con cho nó khỏe. Dạ. Vàng ở đâu ra, vòng ở đâu đây? Dạ. Không nhìn thấy hay sao? Với lại của thầy là nó không bao giờ nó dám đụng vô. Đúng rồi. Con cương thi này nó lạ lùng hơn những người khác. Dạ sao thầy? Cô biết không, nó chỉ nhào cho những người nào mà đẹp, mà đeo vàng vòng nhiều thôi. Còn mấy bà xấu mà vô duyên là không bao giờ nó nhào vô. Đó. Thầy ơi, vậy thưa thầy, cái nhan sắc của con cỡ nào vậy thầy? Từ xưa tới giờ thầy chưa bao giờ biết quánh cái giá trị cái nhan sắc. Tự mình nhìn nhận đi. Dạ. Cảm thấy tủi hổ nhục nhã khi mình xấu thì cứ đeo. Còn nếu không tháo ra đi, nếu không là chết bây giờ. Dạ thưa thầy. Chị đánh giá chị đi, chị coi chị được nhiêu. Cũng tầm thường lắm, chừng 9 nút mà. Trời ơi sao bà thấp quá vậy? Chị nữa. Trời ơi cái cỡ bà mà đi ra xã mà đi thi hoa hậu chấm là chỉ một điểm thôi đó. Thôi được rồi. Ở trong xã này người ta nói tôi là cô đẹp không à. Thôi để tôi đưa được rồi, chị cứ đeo đi. Chứ tôi là tôi đẹp hơn chị rồi đó. Thôi tao hỏi thầy thấy nhan sắc con sao thầy? Nói chung là thầy không có quanh gia về nhan sắc. Tại vì thầy là một người tu hành. Dạ. Không bao giờ đánh giá nhan sắc. Nhưng nhìn chung mày không được nè, không được, mày không được nè. Tính bài cào hay xì dách? Dạ cào đi. Bài cào á? Dạ. Bà cào 5 nút là có cửa ăn rồi. Trời ơi, thầy điểm thấy thầy khiêm tốn hay chưa? Thầy nói thầy không quánh giá, nhưng mà thầy quánh giá trường hợp cái bù thôi. Thấy chưa, vậy phải lột ra thôi. Thôi lột ra đi. Bởi tao nói hồng nhan bạc phận mà. Khổ ghê vậy đó. Chị thắng tôi cái sợi hạt trai này đi. Trời ơi, bữa hôm á cái bà dì em đó bà mẹ nói đọc thân mà sao nuôi trai nhiều vậy? Không phải, cái trai này là cái trai bà dì của tôi. Bả nhờ người ta đi lặn xuống dưới đại dương rồi bắt mấy cái con trai đó. Sao lẹ lẹ đi, dạ thịt dài quá. Hồi đó trai nặng lắm, khổ ghê vậy đó. Không có thời gian mà đứng lềm bềm hoài. Sao mà tất làm như ý trời nè. Con cương thi nó tự nó gỡ ra luôn nè. Đó, dạ. Con không có đụng vô nha, tự động nó rớt cái tạc xuống đất vậy đó. Trời ơi, cái con cương thi này nó ghê quá. Thầy ơi thầy. Dạ. Chiếc nhẫn này giả khổ tháo nha thầy. Đồ giả con mang hè chơi vậy đó. Nhôm nhiếc đồ đừng bao giờ tháo ra. Dạ, xong hết rồi. Cái nhẫn này con mới mua ở ngoài chợ nè, 3.000. Còn đôi tay này cương thi ơi, cương thi.
Đâu ta được có 5.000 à, hạt dẻ này. Được chưa? Rồi, mở hết vô một chỗ đi. Gom vô, gom vô, lấy giấy gói lại. Lấy cái này gói lại cho tôi. Gói lại cái này đi. Rồi hết cho kỹ đi. Rồi. Đừng có thiếu món nào nha. Dạ. Thiếu món nào nó về nó trù chết luôn á. Nó không trù thì thầy cũng trù thôi. Bà cho tôi chiếc bông rồi đi, chiếc này đẹp. Ôi trời ơi. Đã nói mình đẹp rồi, phải tháo ra hết đi. Rồi vô để đây. Từ từ. Dạ xong hết rồi đó thầy. Dạ xong hết rồi đó thầy. Thắp cho mấy cho nha coi. Thắp nhang. Thầy chuẩn bị làm pháp sự. Đừng có rung. Mày rung dữ vậy đẹp. Trời ơi bà rung chứ tôi đâu có rung. Người tao mày cùng rung thì phải. Trời ơi sao ghê quá vậy. Rồi. Một lát hồi nó về bình tĩnh nha. Dạ. Phải kêu nó về thôi. Trời nó về rồi nó có đứng ở đây không thầy? Nó đứng đây cho nó chạy đi đâu. Trời ơi chết rồi đó. Bà làm gì vậy? Dạ sợ. Thầy nói không la hoài vậy. Dạ sợ. Chuẩn bị làm phép bà la cho cô đây. Tôi chưa trị ma là tôi phóng cây nhang trong họng bà. Dạ. Nhắm ngõ này đi. Đi qua bên này. Đi. Tao nhát mày còn nhát hơn tao không? Người nhỏ con mà cái miệng to quá. Dạ. Thấy tôi không bự con miệng to không nói gì. Chuẩn bị để làm pháp sự. Hay thì có nha. Dạ. Cái giấy mà nó xuyên qua cây nhang mà nó cháy lủng cái giấy luôn. Trời ơi đúng là phép rồi. Đúng rồi. Ăn cái gì mà khôn vậy? Chữ này ngu á. Lửa mà không cháy thì cái dây cháy. Cái này tôi chích bà còn cháy nữa chứ đừng nói gì dây. Lèm bèm hoài. Đi kiên đi cò. Yên lặng đi để tôi kêu nè. Đừng có sợ nha. Dạ. Run run chút thôi đừng sợ nhiều. Thiên linh linh địa linh linh. Thần tài thổ địa thổ công hà ba cấp cấp nhân luật lệnh cương thay phương nào mau xuất hiện. Ah!
ở đây. La cho đỡ sợ. La nãy giờ biết mệt hả? Bà này bà la qua tôi còn mần mệt. Bây giờ đó, con Cương Thi không biết nó xuất hiện lúc nào. Dạ. Tôi nói cho hai cô nghe. Dạ. Tất cả những đồ cúng cho này. Dạ. Nó đã ăn rồi. Ăn cái gì? Trời ơi. Không biết. Ô, con Cương Thi này nó khôn quá, nó ăn nguyên hai cái đùi gà luôn. Dễ sợ quá trời. Dạ, nó ăn hai cái đùi luôn. Dạ. Trời ơi. Thôi được rồi, đứng yên đó đi. Tôi kêu thử coi nó ra một lần nữa coi nó cần cái gì hay không. Nếu nó còn cần cái gì là nó hay tìm các cô để nó đòi lắm đó. Yên đứng thử hả? Đây, yên làm đi. Trời ơi, còn cái gì nữa giờ vừa con có gì nữa đừng nói đòi quần áo của trời ơi trời. Dạ rồi, để thầy suy nghĩ thầy làm phép coi như thế nào. Dạ. Thì em nên nhắm mắt lại, tập tâm đi, nhắm mắt lại, đừng có ôm nhau nữa. Mỗi đứa có một nơi đây. Ôm thầy cũng được. Thôi đừng có ôm thầy. Cái gì hả? Cho ôm ai? Bà đứng bà tự ôm mình bà đi. Gì hả? Thiên linh linh địa linh linh gia chủ triệu cơm. Tao hú hồi nào nha, nó trái tay tao hú chưa, tao hú màn nào vậy? Trời ơi, nghe cái kêu ra thì hú gì vậy? Đi vô đi ông, mày ý kiếm. Mày đứng mà mày nói, hú gì đâu mua. Ra chị lại. Đâu đi. Ra lại. Nhắm mắt lại đi. Nữa hả trời ơi. Đường này mà mày đi ra đường này mà sao bây giờ mày đổi đồ mà mày lùng tục vậy? Con ở bên. Đừng có bận, đừng có nói nhiều, đi vô đi, chừng nào hú rồi ra. Đi đi. Đi vô đi. Chừng nào thầy hú là con ra ngay chứ. Là mê tín dị đoan nên ông mới lợi dụng đó, ông lừa, ông lấy tiền lấy bạc hết. Không?
Cái đồ tôi tiên thì tiên dạng dạng của tôi đâu hết trơn rồi. Coi. Tôi nói nghe nè, ông mà thần thánh gì, ông thần thánh là ông đó, ông trị tôi được rồi. Ông thấy tôi cũng xỉu rồi, ông thần thánh đi. Còn nhỏ này không phải là ma đâu, nó là người thiệt luôn á. Nhóc. Dạ. Anh lượm mà. Anh lượm. Mà giải thích làm sao tí mày làm vậy? Không phải em đâu, ổng dưới em làm chuyện này. Ủa vậy không? Đó thấy chưa, hai người thấy chưa? Thấy cái tội của hai người, một người thì mê tín, một con người thì thích khoái coi phim kinh dị và đâm ra cái nông nổi này nè. Dạ. Giờ dựng động vậy? Kêu vậy coi, dễ sợ quá. Chú ba. Chú ba. Dạ. Trời đất ơi, đi tới mà nhổ gì vậy? Kêu thầy đi vậy coi. Mà nhổ dạ. Là tóc mày nhổ như lông gà coi. Dạ, ông á, ông bị ma nhát mấy lần. Con dùng cách đó. Cách gì? Ông mệt không ngủ đó. Tóc mày đâu? Trời đất ơi, thầy trò mày hay quá ha. Mày quá vậy mày. Ma đâu rồi? Ma đâu cái gì? Ma đâu con nè. Con nè. Đứng dậy. Chú ba đứng dậy đi. Lượm đây. Sao mày chơi gì nhát tao vậy? Ai nữa chú ba lừa gạt mấy người này, con phải nhát cho chú ba thôi. Đó bây giờ chú ba bỏ chị ma. Ông dễ sợ quá, tiền vàng bạc người ta đâu. Dám lấy hù tôi để phá muốn chết luôn kìa. Tôi cho mấy người hay nghe chưa? Đừng có tưởng thầy cao tay ấn nghe chưa? Ông cao. Không, tôi cao tay ấn thiệt. Không dám. Ở trong xóm này không ai cao tay ấn bằng tôi. Thiệt không? Em chỉ chỗ cho. Trời ơi, giờ tôi chỉ chỗ cho. Cái gì? Là tụng trả tiền. Tao không vừa mãi chứ. Thầy cao tay ấn, thầy không bao giờ sợ tầm bậy. Đừng có nói như vậy. Bây giờ không trả tiền vàng bạc tôi phải không? Tôi chỉ cho thầy cao tay ấn luôn lại chị không nè. Còn lâu kiếm được thằng nào tôi chịu trách nhiệm cho. Kiếm được liền nè. Biết ai không? Ai? Trưởng thôn. Rồi, xỉu.